xa, ma đến khen ngợi rằng: hạnh ngài làm là pháp viễn ly của Phật ca ngợi. Này Tu Bồ Đề, Đức Phật chẳng ca ngợi sự viễn ly như vậy, nghĩa là chỉ ở nơi vắng vẻ núi đầm trống xa mà gọi là viễn ly. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa như vậy mà chẳng phải là pháp viễn ly, thì có pháp viễn ly khác thế nào? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa rời tâm thanh văn Bích Chi Phật ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa, đây là pháp viễn ly mà Đức Phật hứa khả. Pháp viễn ly này Bồ Tát phải tu hành, ngày đêm hành pháp viễn ly này thì gọi là Bồ Tát viễn ly hành. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp viễn ly của ác ma nói ở chỗ vắng vẻ núi đầm trống xa mà tâm Bồ Tát này ở tại nơi ồn náo, đó là chẳng xa rời tâm niệm thanh văn Bích Chi Phật, chẳng siêng tu Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này chẳng đầy đủ được nhất thiết chủng trí, Bồ Tát này hành pháp viễn ly của ác ma nói, lòng chẳng thanh tịnh mà đi khinh khi các Bồ Tát ở gần thành thị tâm thanh tịnh, không có tâm niệm ồn náo thanh văn Bích Chi Phật, cũng không có tâm tạp ác khác, đầy đủ thiền định, giải thoát, trí huệ, thần thông. Bồ Tát xa rời Bát Nhã Ba La Mật, không có sức phương tiện đó, dầu ở chỗ tuyệt trống vắng ngoài trăm do tuần, chỗ cầm thú, quỷ thần, la sát ở, hoặc một năm cho đến trăm ngàn vạn ức năm, hoặc lâu hơn thời gian trên, mà chẳng biết pháp viễn ly chân thiệt của Bồ Tát, đó là thâm tâm phát vô thượng Bồ Đề, chẳng có tâm tạp ác, ồn náo, chỗ làm của Bồ Tát này Đức Phật không hứa khả. Này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói pháp viễn ly chân thiệt, Bồ Tát này chẳng ở trong đó, cũng chẳng thấy tướng viễn ly đó. Tại sao? Vì Bồ Tát này chỉ hành theo pháp viễn ly hư giả. Bây giờ ác ma đến đứng trong hư không khen rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam, đó là pháp viễn ly chân thiệt của Phật nói, ngày hành pháp viễn ly ấy sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Nghe lời khen ấy, Bồ Tát đầy có tâm niệm ham pháp viễn ly ấy, tất sẽ khinh dễ các người cầu Phật đạo khác mà cho là ồn náo. Đó là lấy ồn náo làm chẳng ồn náo, lấy chẳng ồn náo làm ồn náo, đáng cung kính mà chẳng cung kính, chẳng đáng cung kính mà cung kính. Bồ Tát này nói: chư quỷ thần nhớ tưởng đến khen ngợi tôi, chỗ tôi hành trì đúng là hành viễn ly, không ai khen tặng những người ở gần thành thị. Do cớ đó mà Bồ Tát này khinh khi các Bồ Tát khác. Này Tu Bồ Đề, phải biết Bồ Tát này gọi là Bồ Tát Chiên Đà La, làm ô nhiễm chư Bồ Tát. Người này giống hình Bồ Tát, mà thiệt là kẻ đại tặc trong nhân gian và trên trời, cũng là kẻ giặc vấn y trong hàng sa môn. Với người như vậy, những người cầu Phật đạo chẳng nên gần gũi, cúng dường, cung kính. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, phải biết người này xa vào hàng tăng thượng mạng, thế nên nếu Đại Bồ Tát muốn chẳng rời bỏ nhất thiết trí, muốn được vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn cầu vô thượng Bồ Đề, muốn lợi ích tất cả chúng sanh, thì chẳng nên gần gũi hạng người như vậy để cung kính cúng dường. Theo pháp của Đại Bồ Tát, phải thường xuyên cầu tự lợi, nhàm sợ thế gian, tâm luôn xa rời ba cõi. Đối với hạng người ấy phải có lòng từ bi hỷ xả: tôi hành Bồ Tát đạo chẳng nên sanh tội lỗi như vậy, nếu có lỗi như vậy phải mau dứt trừ. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải khéo cảnh giác ma sự ấy, ở trong ma sự ấy phải khéo cố gắng ra khỏi. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng Bồ Đề, phải gần gũi cung kính cúng dường thiện tri thức. Bạch Đức Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Đại Bồ Tát? Này Tu Bồ Đề, chư Phật là thiện tri thức của Đại Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát
cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, A-la-hán cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Lạy này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là thiện tri thức của Bồ Tát, tướng niệm xứ nhưỡng đến 18 pháp bất cộng cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, như thiệt tế pháp tánh cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là Thế Tôn, sáu ba la mật là đạo, là rất sáng, là đuốc, là trí, là huệ, là cứu, là quy, là cồn đảo, là đường rốt ráo, là cha, là mẹ. Tứ niệm xứ nhận đến nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Tại sao? Vì sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo là cha, là mẹ của 10 phương chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại. Tại sao? Vì sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo hay sanh 10 phương chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, thì phải học sáu ba la mật, 37 phẩm trợ đạo và 4 nhiếp pháp để nhiếp lấy chúng sanh. Đây là 4 nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi ích và đồng sự. Này Tu Bồ Đề, vì có công năng lợi ích như vậy, nên ta nói sáu ba la mật và 37 phẩm trợ đạo là Đại Bồ Tát, là Thế Tôn, là đạo, là rất sáng, là đuốc, là trí, là huệ, là cứu, là quy, là cồn đảo, là đường rốt ráo, là cha, là mẹ. Thế nên Đại Bồ Tát muốn an trụ chẳng theo lời người khác, muốn dứt nghi cho tất cả chúng sanh, muốn tịnh Phật quốc độ, muốn thành tựu chúng sanh, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật này. Tại sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng các pháp mà chư Đại Bồ Tát cần phải học. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, như tướng hư không là tướng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật không có tướng. Bạch Đức Thế Tôn, dừng có duyên cớ mà tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật chăng? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật, vì tất cả pháp tướng ly, tướng không, do nhân duyên ấy nên tướng các pháp cũng như tướng Bát Nhã Ba La Mật, đó là tướng ly, tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp là tất cả pháp ly, tất cả pháp là tất cả pháp không, thì làm sao biết chúng sanh là cấu hoặc tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, pháp ly tướng không cấu, không tịnh, pháp không tướng, không cấu, không tịnh, pháp ly tướng, không tướng, chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Ly tướng và không tướng chẳng có pháp để được. Bạch Đức Thế Tôn, trong ly tướng, trong không tướng không có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì tôi làm sao có thể biết được nghĩa của Đức Phật tuyên nói? Này Tu Bồ Đề, chúng sanh có mãi mãi hiện hành tâm ngã, ngã sở chăng? Bạch Đức Thế Tôn, có, chúng sanh mãi mãi hiện hành tâm ngã, ngã sở. Này Tu Bồ Đề, tâm ngã, ngã sở đó có ly tướng chăng? Có không tướng chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tâm ngã, ngã sở ly tướng, không tướng. Này Tu Bồ Đề, do tâm ngã, ngã sở đó, chúng sanh có qua lại trong sanh tử chăng? Bạch Đức Thế Tôn, do tâm ngã, ngã sở đó, chúng sanh qua lại trong sanh tử. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh qua lại trong sanh tử nên biết là có cấu, có não. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh không tâm ngã, ngã sở, tâm không chấp trước, thì chẳng còn qua lại trong sanh tử. Nếu chẳng qua lại trong sanh tử thì không có cấu, não, thế là chúng sanh có tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành như vậy
đó là chẳng hành sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là chẳng hành tứ niệm xứ đến bát thánh đạo, là chẳng hành nội không đến vô pháp hữu pháp không, là chẳng hành mười trí lực đến nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì pháp ấy chẳng thể được, cũng không người hành, cũng không chỗ hành, cũng không phép hành. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành như vậy, tất cả thiên, nhân, A-tu-la ở thế gian chẳng thể hàng phục được Đại Bồ Tát này, tất cả thanh văn, bích chi Phật chẳng bằng được Bồ Tát này. Tại sao vậy? Vì chỗ an trụ của Bồ Tát này không ai bằng được, đó là địa vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ hành của Đại Bồ Tát này đúng với tâm nhất thiết chủng trí, không ai bằng được. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành như vậy, mau gần với nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, cứ theo ý ngươi thế nào? Nếu như tất cả mọi loại chúng sanh ở Diêm Phù Đề đều hành nghiệp người, đều được thân người và đều được vô thượng Bồ Đề cả, nếu có thiện nam thiện nữ trọn đời cung kính cúng dường ngợi khen tất cả chư Phật đó, rồi đem tất cả thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, do cớ ấy được phước nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, phước không nhiều bằng thiện nam thiện nữ ở giữa đại chúng tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật, chỉ dạy rành rẽ, khai diễn rõ ràng đúng với Bát Nhã Ba La Mật, và cũng chánh ức niệm nhận đến chúng sanh trong cõi đại thiên cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề,